Hey, chào tất cả bạn ha, chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay giới thiệu cho anh em một con siêu phẩm anh em ơi. Nó là con máy này là dành cho anh em nào mà về chiên xới và chiên kéo cộ ha. Nói chung là rất là tuyệt luôn ha. Máy thì lớn ha. Rồi, số thì 6 số, sên bìa các kiểu ha. Đầy đủ. Đây. Thương hiệu của nó là Suzue. Thực tế là Mitsubishi anh em, cũng là nó thôi anh em. Suzuki L710 ha. Đó. À, con này nó làm cái sườn này nhìn nó chắc chắn lắm anh em ơi. Sườn này rất là chắc chắn ha, sên bìa luôn anh em. Về mà chiên xới là xới rất là ok luôn ha. Đó, dưới nó đây ha. Dưới thì nó dính đất cát thì nó hơi bị chạy chút xíu ha. Còn lại là ok ngon lành hết nha anh em. Đó, anh thấy không? Lưỡi xới. Ngon lành cành đào. Số thì anh em có 6 số tới ha. 1 2 3 4 5 6 và 2 số ve, 6 số tới, 2 số ve và cái bông chục riêng ha, bông xới riêng. Anh em có thể tháo cái cụm này ra anh em làm cái cộ ha. Cái bánh thì rất là to luôn, bánh này nó khoảng 6 tấc rưỡi ha, đường kính 6 tấc rưỡi. Lóc cái sườn rất là ok, cái đùi nó nè. Rất là ok luôn anh em ha. Máy thì như mới luôn, máy con này là 7 ngựa ha. Suzuki G710L thì thực tế là máy Mitsu anh em. Đó. Nha, máy Suzuki đó, đúng rồi, Mitsubishi. Đó, ha. Vậy cái độ mới anh em thấy nè. Đã ghê không? Bình xăng nè. Đây có hộp đồ nghề luôn. Còn được hai chìa khóa ha. Đó. Bình xăng nó đây. Bình xăng nó như mới luôn. Anh em thấy không? Dạ. Đó. Cái này có đèn luôn anh em. Đó ha. Bô nó đây ha, bô. Cái này anh em mở cái này ra nó có cái ren đây, dặn anh em có thể về có xài gì xài ha. Em dặn mấy ngóc này ra nè, cái bu ly này nó có ren để anh em dặn ra, anh em có thể nói ra anh em kéo cộ, kéo làm cái gì đó, bơm nước, bơm gì cũng được luôn ha. Rất là đã luôn anh em ơi. Con này thì cứng cáp, đẹp, ốc bảy màu các kiểu anh em ơi. Rồi bây giờ sẽ test nổ chạy thử ha. Con này chạy số 6 là anh em chạy theo, phải chạy lúp xúp theo anh em. Lên miếng ga. Đây công tắc nó đây anh em, đèn ha, cái này là 2 thắng. Đóng le lại, đóng le chưa? Hả? Cháy đèn không? Rồi quay lại chạy đây đi. Để em qua test chạy cho anh em ha. Số 2 thì ve rất là nhanh luôn, ve 2 số anh em biết rồi ha. Ủa có thử xới chưa? Đó, cái này anh em quay đầu chở đầu gì thì bằng thắng ha, bớt đó, đèn cháy ngon lành nha nè. Chạy chậm chậm thôi ra đây hả, chạy nhanh. Ha, đây anh em xới đây. Ha. Rất là ok luôn anh em ơi. Xới này có thể nhanh chậm được luôn nha anh em. Bề ngang cho bông xới là được 5 tấc, anh em xới được 5 tấc nha. Rồi, thử đi. Giờ để chạy số 2, số 3 rồi đi. Để chạy ra đường chạy nhanh cho anh em xem ha. Số 1 ra anh em ơi. Máy chạy rất là chuẩn luôn. Chạy sát với luôn. Hả? Sát chạy lọt với luôn. Ga nhỏ nhỏ thôi, từ từ lên ga. Thằng ôn ý là ga anti thôi anh em, chạy xuống đường á, đến chuyện luôn. Thực tế cái này nó chạy chắc được vài chục km trên giờ luôn anh em ơi.
Sao chị chạy nhanh vậy? Hạ xuống đi. Chạy đường thẳng hả? Đi xuống sao? Này xuống. Dạ. Xuống ấy hả? Thằng ơi xuống sáu chạy nhanh cực kỳ anh em ơi. Con này anh em mà về mà anh em cộ đồ chạy thôi. Nói chung ra lộ là chạy theo bò theo không kịp luôn á. Ha. Rồi thì con này full chức năng chạy ngon lành hết. Anh em nào có nhu cầu thì alo em ha. Giá con này em đang bán với giá là 12 triệu ha, chưa bao gồm vận chuyển nha anh em. Anh em lưu ý giá 12 triệu chưa bao gồm vận chuyển. Con này chuyển vận chuyển mắc nha anh em. Con này hộp số rất là khủng nha. Hộp số nó rất là dày dặn và nó rất là chuẩn luôn. Chứ không phải như anh em thấy mấy con mà lỏng bỏng lăn ben nha. Rồi tắt máy. Đây anh em nút tắt máy nha. Đây nút tắt máy có nút đỏ đỏ này nè, anh em bấm vô là tắt ha. Còn đèn là anh em bắt ra chính giữa là tắt đèn. Qua bên trái là cũng trái đèn, qua phải cũng trái đèn ha. Đó, đó là đèn. Rồi. Thì con này anh em nào về đem cộ là thôi ngon lành anh em, cái hộp số nó nhìn nó chắc chắn cực kỳ luôn ha. Rồi chào tạm biệt anh em nhé, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.